Thưa quý vị, thực hiện phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành đoàn thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cùng chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Trong đó, chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết được xem là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Nhà ở xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, nhưng không có đủ điều kiện kinh tế để sửa chữa hoặc xây mới. Đây chính là một trong những vấn đề nan giải đối với các hộ nghèo. Nắm bắt nhu cầu đó, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiến hành khảo sát và hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở kịp thời cho nhiều trường hợp khó khăn. Đây là buổi lễ bàn giao sửa chữa nhà đại đoàn kết hộ gia đình chị Đỗ Thị Xí tại tổ 53 phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Cùng chung niềm vui như bao gia đình khó khăn khác, khi nhận được số tiền hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng sự giúp đỡ của các hộ đoàn thể, dưới mái nhà kiên cố, chị Đỗ Thị Xí có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Nhờ Ủy ban Nhân dân phường Chính Gián rất là quan tâm, rất là hỗ trợ cho gia đình chúng tôi để có một mái ấm. Gia đình con tôi rất là trên đường học hành vững vàng và mái ấm được yên ổn trong mùa mưa. Ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã phát động vận động quỹ vì người nghèo. Đến nay toàn phường đã vận động được 480 triệu, trên chỉ tiêu quận giao là 320 triệu. Từ cái nguồn kinh phí đó thì ban vận động quỹ vì người nghèo chúng tôi cũng cùng với ban giảm nghèo của phường đấu thoại rà soát những cái đối tượng cần hỗ trợ giúp đỡ. Thì trong năm 2023 đến giờ phút này thì chúng tôi giúp được 2 nhà xây mới, 12 nhà sửa chữa và hỗ trợ các phương tiện sinh kế để các hộ có điều kiện thoát nghèo, làm ăn thoát nghèo. Còn đây là mái ấm đa đoàn kết vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoành Sơn bàn giao cho hộ gia đình bà Huỳnh Thị Dư tại tổ 10, phường Hòa Hải. Thông qua sự kêu gọi, vận động của mặt trận các cấp, hộ bà Dư được hỗ trợ số tiền 45 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Ngôi nhà mới là món quà thiết thực để gia đình bà Dư yên tâm hơn trong mùa mưa bão. Trước khi sửa chữa là hầu như cái nhà là dầu mà nước lên là tới trên cửa sổ đó. Khi sửa chữa con nhà là tôi rất yên tâm và đổ mỗi cho công trái hạt hành. Năm nay thì quận đã tiến hành xây dựng 9 căn nhà. Thứ hai là sửa chữa cho hộ nghèo theo cái nghị quyết 75 của Hội đồng nhân phố là 13 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn. Ngoài ra các cái chương trình đấu thổ an sinh hỗ trợ sinh kế cho người nghèo cũng được thực hiện ở các cái địa phương, các phường. Từ đó đã cùng với địa phương, cùng với chính quyền đã giảm được cái tỷ lệ hộ nghèo. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao tặng là mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là niềm vui nhân đôi để tạo thêm động lực giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Thời gian đến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người nghèo. Sự đóng góp của cộng đồng sẽ góp phần xây dựng nguồn quỹ vì người nghèo vững mạnh, để ngày càng có nhiều hoàn cảnh khó khăn được nhận niềm vui từ mái ấm đại đoàn kết.